Dạ vâng, chào mừng toàn thể quý các bác quay trở lại với shop Thanh Đạo Audio. Hôm nay lại tiếp tục làm video giới thiệu đến các bác những con bao công suất rất là khủng, chạy 40 đèn than đó, và những bộ xương băng và cộng những cái sợi băng của Maxen Scott một nước rất là mới luôn ạ, gần như là mới tinh. Và những con đầu băng cối này tiếp tục dọn vệ sinh để giới thiệu đến các bác đó. Và hai bộ tủ đài phải nói là siêu đẹp đó, rất là đẹp và cũng khá là khủng. Các bác xem và tham khảo chốt bất kỳ sản phẩm nào thì hãy liên hệ với shop bên em qua tấm biển trên, một số điện thoại duy nhất ship hàng toàn quốc, và xem video cho shop Thanh Đạo một like, một đăng ký để nhận những thông báo thường xuyên. Bên shop báo giá chia sẻ đến các bác, và góc phải màn hình có nút đăng ký màu đỏ, các bác hãy ấn vào nút đăng ký màu đỏ để nhận thường xuyên những video mà shop quay video giới thiệu đến các bác tham khảo. Và đầu tiên thì em xin giới thiệu đến các bác một bộ của hãng Yamaha rất là khủng luôn ạ. Một bộ tủ đài của hãng Yamaha, bộ này khá là lớn nhá. Rộng đến 1m65, cao 70 và sâu 42cm, nặng tầm độ khoảng ngót 70kg cho cả bộ. Đó, rất là lớn, rất là khủng luôn ạ. Và cục giữa thì khá là to, nó khá là to. Đó, các bác cùng ngắm ạ, trên là đĩa than này. Đó, trên là đĩa than. Đó, bao cho các bác là hoạt động full chức năng, bên dưới là tủ đài. Có thể các bác để vào những cái con như G8007DB này, thì G9000 vào cái tủ đài này đều được. Đó, rất là lớn luôn ạ. Đó. Và hai bên là tuyến e căng này. Đó, rất là đặc trưng, rất là đẹp, và đặc biệt là độ đẹp cao. Đó, và em đóng lên và quay lại trên cái tuyến đình cho các bác ngắm một chút ạ. Đó, được nạng một lớp xi màu vàng vân gỗ. Đó, màu vàng vân gỗ rất là đẹp. Và em đổ tuyến e căng này quay bên trong tuyến loa bát, một tuyến loa bát rất là đặc trưng của hãng Yamaha. Đó, cũng rất là hiếm, các bác cùng ngắm ạ. Chiều rộng của bề ngang của cái loa bát này nhá là 32 đến 33cm, và chiều cao của cái khoảng, tức là cái khoảng từ trên lên đến đây này, đó, nó tầm khoảng 40cm nhá. Đó, một cái loa bát rất là khủng, củ từ tầm 15cm, toàn bộ là xương nhôm đúc. Đó, kể cả củ từ tép ạ, tép là tép đôm, bát thì bát màng trống. Đó, tiếng bát rất là sâu, rất là hay luôn ạ, rất là nực. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Một bộ cực kỳ đẹp và siêu hiếm. Và vẫn là em quay chi tiết cho cái tuyến thùng để tiện cho các bác xem tham khảo. Đó, các bác chốt thì xem kỹ trên video. Đó, em cũng quay rất là kỹ, được nạng một lớp xi màu vàng vân gỗ khá là đẹp. Đó, gần như là góc cạnh đẹp tinh luôn ạ. Và tuyến hậu này, hậu thì có chảy xước nhẹ thôi. Đó, chảy xước do là cái tuyến băng dính dán bảo quản. Đó, tất cả dây zin này. Đó, dây cài này, còn có cả nguyên khóa cài nhá. Đó, chân rắc này. Đó, tất cả là nguyên zin 100%. Đó, đây là tuyến hậu. Và tiếp tuyến hông ạ, của cả cặp. Đó, và em sẽ quay cục giữa báo giá để các bác tiện tham khảo, rất là đẹp nhá. Và em qua quay tiếp cái cục giữa. Đó, quay tiếp cục giữa cho nó kỹ. Và các bác xem quan tâm đến tủ đài thì cũng xem kỹ, còn các bác nào không quan tâm thì cũng thông cảm, tại vì là em quay kỹ để tiện cho các bác chốt cho nó nhanh. Đó, các bác ngắm ạ, hông này. Đó, và tiếp tuyến hông bên đây này. Đó, vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì, rất là đẹp luôn ạ. Và tuyến hậu này, đó, rất là tươi mới. Model của nó là S4060 nhá, S4060 Yamaha này. Đó, số series 68180 này. Đó, điện 100V và công suất tiêu thụ là 68W made in Japan. Đó, tất cả là nguyên zin. Đó, rất là khủng luôn ạ. Các bác ngắm con âm đi cũng khá là khủng. Mặt trước thì ở đây ạ, và em siết áp lại, siết áp lại, và các bác cùng ngắm lại qua một chút và em sẽ báo giá. Đó, trên âm đi thì có bát chép chỉnh trên máy này, có tính năng lau nớt này, và có táp này, có AUX này, có phone, có AM, FM. AM thì vẫn đến 160, còn FM thì đến 90. AM bắt hai đài, còn FM thì gần như là 90. Ở Việt Nam mình sẽ không bắt được bất kỳ đài nào, phải kéo ra thì phải bắt được. Còn đây em đang để nguyên zin nhá. Đó, khá là khủng, rộng 1m65, cao 70 và sâu lên 42cm. Và em lắp tuyến e căng lại. Và các bác xem thì chờ em một chút ạ. Đó,
ngắm lại và báo giá để các bác cùng tham khảo và chốt thì liên hệ với shop bên em. Với một mức giá là 14 triệu cho một bộ tủ đài của hãng Yamaha rất là khủng nhá, rất là khủng. Các bác chốt thì liên hệ với shop. Đó cũng duy nhất có một bộ thôi. Đó rất là hiếm ạ. Cũng không phải lúc nào cũng gặp được những bộ này để chơi đâu ạ. Các bác nhanh nên nhanh tay. Và tiếp em lại giới thiệu đến các bác một bộ của hãng Pioneer. Đó, bộ này thì là em bán khá là nhiều rồi. Hôm nay lại tiếp tục giới thiệu đến các bác. Đó, lau dọn vệ sinh giới thiệu đến các bác một bộ của hãng Pioneer. Đó. À, các bác xem thì chờ em một chút ạ. Bộ này thì em còn đang cắt cái dây của cái... Đó, cắt cái dây ra cho nó đỡ vướng víu ạ. Đó, tất cả là nguyên zin 100%. Đó, các bác ngắm từ tuyến đình này. Đó, tuyến đình này rất là đẹp, được nạm một lớp gỗ nhá. Đó, toàn bộ cũng khá là khủng luôn ạ. Bộ này khá là khủng, cũng rộng 1m45cm, cao 75, cao 75 và sâu 42. Em đọc lại chiều rộng chiều cao để tiện cho các bác cái chỗ kê bày nhà các bác nhé. Đó, rộng 1m45, đó, cao 75 và sâu 42cm, rất là khủng luôn ạ. Đó, bộ này thì khá là khủng. Đó, và e căng tem cờ đầy đủ, e căng nguyên zin, và em có nốt ra để giới thiệu kỹ đến các bác về tuyến loa. Đó. Tất cả là loa bát này, các bác ngắm ạ. Một cái bát 25 màng giấy gân vải xếp nguyên zin và một tuyến trung 16cm. Đó, và một tuyến tép giấy nó rơi vào 9cm, có lỗ thở, thở về phía đằng trước, một chiều là 14cm. Đó, 14-15cm, cao đến 10cm đấy ạ, có bịt lưới đấy ạ. Đó, còn tuyến loa này các bác cùng ngắm ạ. Đẹp xuất sắc luôn ạ, không có điểm gì để chê từ tuyến tép này. Đó, nguyên zin 100%. Đó, và trên đây là đĩa than này. Đó, dưới là âm ly này. Đó, bộ này là bộ em xin tả kỹ và cũng giới thiệu kỹ đến các bác nhé. Bộ này là giữa, nó là không phải âm ly, giữa là một con rè. Còn công suất nó nằm ở hai bên cặp loa nhá. Công suất mỗi bên là đánh 4 con sò sắt bằng 8 con sò sắt. Đó, 8 con sò sắt ở hai bên loa, còn giữa là cái rè. Đó, có thể là các bác để bên dưới này cục bao công suất để các bác đánh vào kết nối lên cái rè này để nghe nhạc, thêm ra những cái con công suất khác cũng được. Đó, và trên là đĩa than, bao cho các bác là nguyên zin, hoạt động mọi chức năng. Đó. Rất là nhiều các bác mua chốt tủ đài bên shop em rồi, rất chất âm của đĩa than gần như là cũng không có ù xì, chất âm rất là hay. Đó, radio thì cũng chỉ đến 90, còn FM thì 90 AM thì vẫn là 160, bắt được hai đài, có tính năng nâu nớt nhá. Và cũng có AUX này, phone này, đó, AM FM này, Tafe này. Đó, đây nó là một con rè cũng siêu hiếm đấy ạ, rất là hiếm. Đó, bên dưới thì nó có từng tầng một. Có thể là các bác để các thiết bị này, kéo ra kéo vào này, để thiết bị này. Có thể là các bác, những thiết bị dày thì các bác này có thể là hạ cái thiết bị này xuống, đẩy vào trong. Đó, em cũng tả kỹ. Loa bát 25, chung giấy, tép giấy. Và độ đẹp thì phải nói là siêu đẹp, siêu đẹp. Các bác cùng ngắm ạ. Đó, tiện là em cũng quay rất là kỹ để giới thiệu đến các bác những cặp loa này. Đó, các bác ngắm cho em là thùng vách thì đẹp xuất sắc luôn ạ, không có điểm gì để chê, nạng gỗ vân view cực kỳ đẹp, hậu ạ. Nguyên zin 100%. Đó, tuyến hậu này, đó, cực kỳ đẹp nhá, góc cạnh này các bác cùng ngắm ạ. Đó, bên dưới này thì là có một cái này thì trước khi đến tay các bác thì em sẽ gắn nó lại. Đó, tại vì là cái này là cái để đỡ dây mà nó cái bằng đằng sau nó bằng nhựa, cho nên là do vận chuyển nó có gãy, nó bẹp vào nó gãy thì có sẽ gắn lại cho các bác. Còn độ đẹp thì các bác miễn bàn về độ đẹp. Đó, từ cục giữa cho đến tuyến loa các bác cùng ngắm ạ. Độ đẹp cao, và em quay tiếp cho cái cục giữa này. Đó, cục giữa này, cục giữa thì nặng tầm khoảng ngót 40kg, khá là khủng luôn ạ. Đó, loa cũng rất là nặng, các bác ngắm ạ. Độ đẹp cao, cũng các bác chốt thì liên hệ sớm với shop bên em. Đó, đẹp từ trước ra sau nhá, không có điểm gì để chê. Những bộ tủ đài tuổi đời trên 50 năm rồi, Pioneer S80
điện 100V công suất là 64W nhá. Đó, 64W tem nhôm đấy ạ. Đẹp từ cả tuyến hậu, sexy vàng óng luôn ạ, không có điểm gì để chê. Đó, dây rắc này, nguyên zin 100% này. Đó, cắm vào đây là loa đấy ạ. Đó, và nó tiếp luôn ra bên trong của cái thùng loa này nó có công suất. Đó, mỗi bên đánh 4 con sò sắt. Đó, phân tần cũng khá là lớn. Và em quay lại một chút ạ, em set up lại và báo giá để tiện cho các bác tham khảo, các bác xem thì chờ em một chút. Đó, do tủ đài nó khá là lớn, nó khá là cồng kềnh cho nên là cũng khá là nhiều món. Đó, các bác xem thì thông cảm chờ em một chút. Đó, set up lại để giới thiệu kỹ đến các bác ngắm trước khi chốt. Đó. Các bác ngắm trước khi chốt. Đó. Các bác ngắm lại một lượt và em báo giá để các bác tiện chốt thì liên hệ với số bên em. Cho một bộ tủ đài của hãng Pioneer S80 nhá, S80. Đó, 14 triệu cho một bộ tủ đài nạng gỗ cực kỳ đẹp. Các bác chốt thì liên hệ sớm với số bên em. Và tiếp em giới thiệu đến các bác một con bao công suất khá là khủng, lại tiếp tục dọn vệ sinh này. Đó, các bác ngắm cho em là gần như là đẹp không chảy xước luôn ạ, đẹp không chảy xước, rất là đẹp nhá. Model của nó là VKP 9600 nhá, nặng tầm độ khoảng ngót 30 kg. Đấy. Cục bao này nặng tầm 30 kg, có hai kênh riêng biệt và đặc biệt là đánh cho đến mỗi bên 20 con sò nhá. Mỗi bên là 20 con sò nguyên zin này. Đó. Cũng những con bao này thì em cũng giới thiệu khá là nhiều rồi. Hôm nay lại tiếp tục dọn vệ sinh của hãng Toshiba đấy ạ, những con sò của hãng Toshiba. Đó. Tất cả nguyên zin 100%, rất là khủng ạ, một cái nguồn xuyến tầm độ khoảng 15 cm và đến 8 con tụ nọc nguồn cho hai vế mỗi bên 4 vế, ruột gan thì đặc kín ạ, nặng 30 kg và đẹp từ tuyến sắt si cho đến mặt trước và tuyến hậu luôn ạ. Các bác ngắm ạ. Model của nó là Ramsa của hãng Panasonic đấy ạ. VKB 9600 điện 100V, công suất tiêu thụ. Công suất tiêu thụ đấy ạ, điện 100 này, công suất tiêu thụ 3400W nhá, 3400W, 800W cho một kênh này. Đó, đánh 4 ôm này. Đó, nó ghi rõ đấy ạ. Công suất tối đa là 3400W. Đó, các bác cùng ngắm từ ruột gan, từ hậu, không có một tí nào là rôm rỉ cả, rất là khủng, rất là đẹp. Và báo giá để các bác tham khảo, một mức giá cực kỳ tốt để chia sẻ đến các bác một con đẩy khá là khủng của hãng Ramsa. Đó, với một mức giá là 8.500.000, 8.500.000 cho con bao công suất khá là khủng này ạ. Đó, chạy đến 40 đèn. Đó, trên 10 đèn và bên dưới 10 đèn của hãng Toshiba, chữ đây ạ. Chữ nghĩa nguyên rõ nét nhá. Đó, tất cả nguyên chữ đây ạ. Đó. Khá là khủng, nguyên zin 100%, 8.500.000, các bác cùng tham khảo. Và tiếp thì em giới thiệu đến các bác những con đầu băng cối, và cuối cùng thì giới thiệu đến các bác những con tuner tầm vài trăm k và những cuốn băng. Đó. Tiếp giới thiệu đến các bác những con đầu băng cối dọn vệ sinh, nên giới thiệu đến các bác những con đầu băng cối thì cũng là các bác ủng hộ rất là nhiều. Đó, hôm nay lại tiếp tục giới thiệu đến các bác một con Akai GX600D nhá, 600D. Đó, các bác cùng ngắm ạ, độ đẹp cao. Đó, tất cả mặt mũi này, đó, tuyến đình này, đó, hồi gỗ nguyên zin này, hồi gỗ zin mộc nhá, chứ không có sơ ba đâu ạ. Đó, có chảy xước thì một chút chút thôi, đó, bằng cái đầu tăm thôi, gần như là đây ạ. Đó, một chút chút thôi ạ, cũng để mộc nguyên như thế này, như này là cũng gọi là đẹp xuất sắc rồi. Gần độ đẹp cao ạ, đẹp trên 95%. Đó, từ cả đồng hồ vu vảy trắng sứ này, trên là mồm này, mồm rút ra được này. Đó, đẹp từ trong ra ngoài, tất cả nguyên zin ạ, không có rôm rỉ. Mặt mũi thì các bác cùng ngắm ạ. Đó, rất rất là đẹp bên dưới này. Đó. Và con này là vẫn là con GX600D, nó là 4 check nhá. Đó, 4 check. Đó, chạy 1 chiều. Đó, 1 chiều thì các bác chạy cho những cái băng 10, băng 5, băng 7, băng 10, băng 5, băng 7, băng 10. Bác chạy các loại băng 4 check thì các bác sẽ
vẫn là chạy thoải mái cho hai chiều đó. Nó chạy một chiều thì các bác mất thao tác, tức là các bác dở băng đi đó, hết mặt A thì mình lại chơi tiếp mặt B đó, chỉ thế thôi. Còn chất âm thì những dòng này thì đã được khẳng định rồi, những dòng này là những dòng huyền thoại rồi đó. Hồi gỗ đẹp, mặt mũi đẹp, đặc biệt là ruột gan này các bác cùng ngắm ạ. Đẹp từ trước ra sau. Nó tiếp tục giới thiệu đến các bác sắt xi vàng óng ạ. Đó, không có điểm gì để chê, chạy đến ba động cơ này, hai động cơ hai bên này, một động cơ trung tâm này, nó nằm lệch ở phía bên đây này, còn tất cả ví mạch này đó, ngoài bụi thôi ạ, còn hơi bụi một chút, còn hơi bụi một chút sẽ dọn thêm vệ sinh, còn bao cho các bác là hoạt động tốt đây ạ. Đó, đã test và đang ghi băng ạ. Đó, đẹp từ trước ra sau, từ trong ra ngoài, đó, rất là đẹp. Đây là hai đường kết nối đầu in đầu out này đó, và trên là tuyến đinh này, đó tuyến đinh này. Có những cái nắp lưng thì là nắp lưng bằng bìa thì không biết là em để đâu rồi đấy ạ. Đó, em tháo ra thì em dọn vệ sinh thì không biết là để chỗ nào, thì cũng giới thiệu những dòng này thì là những dòng huyền thoại rồi, và đặc biệt là độ đẹp cao. Đó, model của nó là Akai GX600D với một mức giá là 14.500.000 cho GX600D 4 trích. Có húp zin đi theo máy nhá, có húp zin đi theo máy, đẹp xuất sắc ạ. Đó, và tiếp là tech A6100 cũng đẹp xuất sắc, chạy một chiều đó, đọc cả băng 2 trích và 4 trích đó. Băng 5, băng 7, băng 10 vẫn là 12.500.000. Và tiếp em lại giới thiệu đến các bác một con đầu Akai, model của nó là GX600D nhá, 600D cũng đẹp không chảy xước luôn ạ. Độ đẹp cao từ cả tuyến mồm này và bên dưới này đó, tuyến đầu tư này, còn mặt mũi thì bao cho các bác là cũng không có tí nào gọi là chảy xước, đẹp xuất sắc luôn ạ. Đó, húp zin đi theo máy đó, vỏ gỗ thì cũng nguyên zin 100%, đó, vỏ gỗ nguyên zin 100%, độ đẹp cũng rất là đẹp ạ. Đó, và vẫn là hồi gỗ này, nguyên zin nhá, nguyên zin góc cạnh này đó, gần như là cũng khá là đẹp, trên 95% đẹp. Con này thì nó nằm trong cái hộp, các bác quan tâm đến ruột gan thì em sẽ chụp ruột gan có trong máy thêm sẽ gửi cho các bác. Độ đẹp rất là đẹp luôn ạ, em dám cam kết là đẹp xuất sắc luôn ạ, có chảy xước nhẹ một chút thôi đó. Đó, các bác ngắm ạ, thì có sờ ba một chút này. Đó, đây đang để mộc nhá. Đến tay các bác thì em sẽ tỉa cho nó hơi một chút chút thôi. Đó, các bác ngắm ạ. Đó, cái vỏ gỗ này thì cũng không đáng kể do vận chuyển mà phía đằng sau. Đó, nhưng mà vẫn chấp nhận được. Các bác ngắm ạ. Đó, em cũng tả kỹ. Cũng có rất là nhiều các bác đã nhận của hàng bên shop, nhưng mà có cái chảy nhẹ từ những cái vỏ gỗ nó bằng cái móng tay thôi. Nhưng mà các bác vẫn... có phản ảnh, cho nên là em cũng nói luôn đó, để cho tiện cho các bác tham khảo những sản phẩm giá trị nó cao mà đó. Và báo giá cho các bác tham khảo cho GX630D có húp zin đi theo máy nhá, có húp zin đi theo máy là 18.500.000 cho những con đầu đẹp xuất sắc như thế này. Các bác chốt thì liên hệ với số bên em. Và những con đầu băng cối, tức là cũng đã dọn vệ sinh rồi, những con trong này thì chưa quay video này, con trong này thì video sau cũng báo giá luôn ạ. Con này là 9 triệu cho Akai đó, con Akai 266D nhá, 266D đó, con này là con 9 triệu đó, có hơi trượt nhẹ một chút thôi đó, gần như là hơi một chút một tí ở cái chỗ em đang soi đấy ạ. Đó, các bác chụp màn hình này và xem lại. Đó, con này thì em báo cho các bác là 9.266D và con đẹp xuất sắc. Đó, con đẹp xuất sắc 266D, chạy băng 5 băng 7. Đó, chạy 6 đầu từ đọc 2 chiều. Đó, 6 đầu từ đọc 2 chiều. Đó, các bác cùng tham khảo. Đó, với một mức giá là 10 triệu. Đó, con này 10 triệu và con bên trong là 9 triệu. Con A630 là 10, MK2 là 16 triệu. Và tiếp em lại giới thiệu đến các bác những con đầu băng cối A6300. Đó, 6300 thì lại tiếp tục dọn vệ sinh nhá. Đó, shop bên em thì 6300 khá là nhiều ạ. Và cũng sắp tới cũng cập bến rất là nhiều, cho nên là cũng chia sẻ một mức giá cực kỳ yêu thương. Cực kỳ yêu thương chia sẻ đến các bác. Độ đẹp thì cũng là không có một tí nào là gọi là chảy xước. Thì tiện đây em đang nắp những cái băng và những cái húp.
đó để giới thiệu được các bác và xem em sẽ quay ruột gan. Còn các bác muốn xem chi tiết thì chốt được thì em sẽ gửi cho các bác một cái hình ảnh của những con đầu con cối này. Đó, quay con nào thì hình ảnh em có lưu vào để tiện cho các bác tham khảo. Và em tiện đây thì cũng giới thiệu đến các bác những cái húp. Đó, những cái húp này là những cái húp của Việt Nam nhá. Đó, cái húp của Việt Nam này. Đó, cũng rất là nhiều các bác đã ủng hộ shop. Đó, màu sắc này, Akai màu trắng này. Đó, phay nhôm này. Đó, siêu phẩm này, sản phẩm, xin lỗi này, đọc là siêu phẩm, sản phẩm Việt Nam. Chứ không phải là sản phẩm China đâu ạ. Sản phẩm của Việt Nam sản xuất. Đó, được mạ chrome. Đó, màu trắng. Màu trắng chrome nhá. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Như những cái sản phẩm lớn này. Đó, những cái sản phẩm lớn có hộp nguyên zin mới đét 100%. Đó, với một mức giá là 1.500.000. 1.500.000 cho những cái sản phẩm đẹp mạ chrome này. Đó, các bác chốt thì liên hệ với shop. Tại vì là những cái sản phẩm này thì có mạ 24K thì là 1.600.000 nhá. Và có những cái sản phẩm thì có video trước em có giới thiệu. Và em giới thiệu thêm đến các bác là những cái xương băng cối. Đây là xương băng cối xịn này. Đó, xương băng cối của hãng Tech này, Made in Japan. Đây là hàng xịn nhá. Hàng của nhà máy, tức là hàng cổ đấy ạ. Nó đi theo những con máy như thế này. Đó, xương cũng gọi là gần như là đẹp, gần như là mới. Cũ nhưng mà khá là đẹp này. Các bác cùng ngắm, có gọi là vài cái chấm kim nhỏ thôi. Đó, cho những cái xương xịn, tuần toàn bộ những cái xương xịn hai mặt đẹp như thế này. Với một mức giá là 800 một chiếc, các bác mua một chiếc cũng được, mà các bác mua một đôi là 1.600.000. Đó, xương xịn. Đó, xương đi theo máy của hãng Tech. Đó, còn những cái xương của những con Akai này cũng thế ạ, 1.600.000 một đôi, 800 một chiếc cho những cái xương xịn như thế này, đẹp. Đó, đây là những toàn bộ là những cái xương này là những cái xương xịn mà độ đẹp gần như là mới đến 90%, mới đến 90%. Đó, xương nô đây ạ. Đây là, tiếp là em giải thích cho các bác là đây là cái xương nô bên đây. Đó, đây là cái xương xịn này. Một bên là cái xương xịn, một bên là cái xương nô. Có thể là nó sẽ có cái nỗ này. Đó, nhưng mà bên trong nó bằng nhựa. Đó, nhưng nó không có cái khuy cài này. Đó, không có cái khuy cài. Đó, cái đây là những cái xương mà 700k cho một đôi nhá. Của hãng Akai hoặc Tech. Đó, bằng 350k cho một chiếc. Các bác mua một chiếc em cũng chia sẻ đến các bác. Và các bác mua một đôi em cũng chia sẻ đến các bác. Còn những cái xương xịn là 800 một chiếc, 1.600.000 một đôi cho những cái xương Akai hoặc Tech đẹp xuất sắc như thế này, đẹp gần như mới ạ. Đó, để tiện cho các bác tham khảo. Và tiếp tục em lại giới thiệu đến các bác này. Được một con Tech A6300 chạy 2 chiều. Đó, chạy 2 chiều 4 trích. Đó, đồng hồ đẹp, ruột gan thì bao cho các bác là đẹp miễn bàn. Đẹp miễn bàn về độ đẹp. Đó, hồi gỗ cũng thế ạ. Đó, hồi gỗ mộc nguyên zin nhá. Mộc nguyên zin. Đó, tất cả bao cho các bác là đẹp xuất sắc luôn ạ. Ruột gan ạ. Đó, cho những con Tech như thế này. Đó, 6.300. Và báo giá để tiện cho các bác tham khảo. Điện 100. Đó, với một mức giá cho 6.300 là 16.500.000, 16.500.000. Đó, với một mức giá cực kỳ tốt để chia sẻ đến các bác. Đó, một mức giá rất là đáng chơi, 16.500.000. Có khiển thì cộng 1.000.000 và có khiển như đằng trước này, khiển nó tương tự như này là 1.800.000. Đó, tùy các bác lựa chọn. Còn em bán máy không này, bao cho các bác là hoạt động full chức năng, đọc tốt, ghi tốt và có húp zin đi theo máy nhá. Đó, húp zin đi theo máy là 16.500.000. Các bác chốt thì liên hệ với shop bên em. Những con đầu phải nói là siêu đẹp. Tiếp em giới thiệu đến các bác những con tuner này. Tiếp tục dọn những con tuner thì lại thấy hai con tuner thì hôm nay cũng chia sẻ một mức giá tốt để cho các bác nhanh tay. Cũng khá là nhiều các bác hỏi mặt mũi đẹp, đây là chưa có lau dọn vệ sinh. Dưới là con TX7800 mắc đôi, trên là con 7600 mặt mũi đẹp. Đó, đẹp từ cả ruột gan. Thì có một con em có thua tháo ruột ra đây này. Đó, đẹp lắm luôn ạ. Đó, từ cả cái hông hậu. Đó, hông hậu rất là đẹp. Đó, các bác cùng ngắm. Những dòng này là những dòng huyền thoại của các bác kê 7400, 7600, 7800 mắc đôi. Đó, size 42 cm. TX7600 là 800. Bên dưới là 7800 mắc đôi là 1.200.000. Đó, các bác nhanh tay. 800 cho TX7600 và bên dưới là TX7800 mắc đôi. Này, tiếp tục có
đẹp xuất sắc là 1.200.000, các bác nhanh tay chốt thì liên hệ sớm số bên em. Và tiếp em xin giới thiệu đến các bác này, đó. Và đây cũng có để một số những cái cuốn băng mới và cũng cuốn băng xịn để tiện cho các bác tham khảo. Đó, các bác chốt bất kỳ sản phẩm nào cũng được. Đó, băng mới đây là xương mới này, xương mới sản xuất tại Việt Nam này. Còn đây là xương xịn này. Đó, đây là xương xịn này. Đó, xịn cũng là độ đẹp cao này, các bác ngắm ạ. Rất là đẹp luôn nhá. Các bác không có điểm gì để chê những cho những cái xương xịn mới đi thì gần như là mới, 90% đây là xương mới, còn đây là xương xịn. Đó, có thể là chữ nó to hơn một chút, còn cái xương xịn là nó cố định này. Đó, nó có thêm móc khuy này, bên trong là nõi nhôm này. Đó, có xương hệ như là Việt Nam mình sản xuất, nó vẫn là có nõi nhôm nhưng mà nó cũng không có thêm những cái chi tiết này. Đó, với xương xịn với xương nô thì nó có khác nhau, nó khác nhau về giá tiền. Đó, nó khác nhau về giá thành, 800.000 cho một chiếc và 1.600.000 cho một đôi. Còn xương nô này thì xương Việt Nam sản xuất này thì vẫn là 700k cho một đôi, tiện cho các bác tham khảo. Và tất cả những cái xương băng đó lại tiếp tục cập bến, các bác quan tâm đến những cái sợi băng ghi nhá. Đó, băng một nước lại về tiếp tục là băng sờ cốt này. Đó, còn nguyên táp nô một nước mới, gần như là mới tinh. Em dám cam đoan với các bác là 10 ăn 10 ạ. Đó, độ đẹp cao. Độ đẹp cao từ cả sợi dây này. Đó, mịn tít luôn ạ. Đó, còn nguyên cả cái sợi, tức là rỡ ra thì có một số là nó còn cả những cái sợi bạc. Tức là bạc nó để cho những cái đầu Akai 2 chiều hoặc là những con đầu tách 2 chiều nó vớt đấy ạ. Đó, những sợi băng này là sợi băng sờ cốt nhá. Đó, đây là xương nhựa ạ. Đó, một đôi xương nhựa này có nguyên một đôi xương nhựa này với một mức giá là 600k cho một đôi xương rất là đẹp, một màu làm sữa này. Đó, màu ghi đấy ạ, màu ghi sữa, còn một mặt là màu đen này. Đây là xương xịn của hãng nhá, của hãng sờ cốt. Còn đây là băng này, sợi băng sờ cốt này là 1.400.000. Đó, sợi băng một nước. Đó, có chương trình. Đó, đấy là sợi không nhá. Đó, với là 180 phút ạ. Bình thường nó là 180 phút nhưng mà ghi nó phải là 42 bài trên hai mặt cho cuốn băng này. Đó, nó rơi vào 42 bài, nó phải là 190 phút. Đây là nó sợi là thường là nó báo là 180 phút. Đó, như cho những cái sợi sờ cốt này. Đó. Rất là đẹp luôn ạ. Các bác ngắm tuyến những cái tuyến sợi này, dây này. Đó, bao cho các bác là đẹp xuất sắc luôn ạ. Đó, một nước, đây là nguyên tiếng Nhật nhá. Đó, gần như là mới đến, gần như mới tinh, dám cam kết là gần như mới tinh. Đó, đây là những cái sợi mắc sen này. Đó, mắc sen thì cũng là 180 phút này. Rất là đẹp nhá, và có xương băng mắc sen gần như mới này. Đó, cũng không có chảy xước luôn ạ. Xương này vẫn là 800 một chiếc, các bác mua cả đôi thì cũng có cả đôi. Mà các bác mua một đôi một chiếc thì em vẫn bán lẻ một chiếc, các bác có một chiếc rồi thì các bác mua thêm. Đó, những này là những toàn bộ là sợi mắc sen nhá. Đó, toàn bộ sợi mắc sen mới đến 90 trên 90%. Đó, thâu 10 con ăn 10 và độ đẹp là cao, độ đẹp cao từ cả xương cho đến sợi. Đó, xương băng là 800k và sợi băng là 1.400.000, là có chương trình tùy theo các chương trình các bác lựa chọn. Đó, đây là xương mới của màu vàng này. Đó, có bác, một bác xong cái video này thì em sẽ đóng gửi đi cho bác. Bác đã chốt một đôi xương băng màu vàng ở Thanh Hóa này. Đó, còn tất cả là sờ cốt này. Đó, sờ cốt cũng khá là nhiều. Đó, sờ cốt này mắc sen. Đó, quấn nào cũng là đẹp sợi ạ. Đó, 180 phút ạ. Đó, còn nguyên cả tem gần như là mới tinh luôn ạ. Đó, gần như là mới tinh. Đó, các bác cùng ngắm từ cả cái xương này, nó đẹp đến mức như thế này cơ mà. Sợi thì bao cho các bác là một da nhá. Đó, đẹp xuất sắc. Đó, với một mức giá là 1.400.000. Các bác chốt bất kỳ sản phẩm nào thì hãy liên hệ với shop bên em qua tấm biển trên. Một số điện thoại duy nhất ship hàng toàn quốc, và xem video cho shop Thanh Đạo hôm nay, luôn đăng ký để nhận những thông báo thường xuyên bên shop chia sẻ. Và đến đây em xin tạm dừng video, hẹn các bác vào video tiếp theo. Shop Thanh Đạo xin chào và tạm biệt các bác. Em xin chào các bác ạ.